Lực lượng Ukraine vừa tiến hành một cuộc tập kích bằng hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân ATACMS, phóng loạt 4 quả tên lửa vào điểm tập kết quân của Nga, cách tiền tuyến 80 km, có vẻ đã gây ra thiệt hại lớn đối với hàng chục lính Nga. Video công bố ghi lại cảnh các quả tên lửa ATACMS lao xuống điểm tập kết quân của Nga ở tỉnh Lugan. Các hình ảnh cho thấy một số lính Nga tập kết trên một bãi đất trống và tên lửa ATACMS đã đánh trúng đối tượng này, tạo ra các cột khói dài đặc và nổ mạnh có vẻ như hàng chục lính Nga đã thiệt mạng trong vụ tấn công này. Tuy nhiên, phía Nga chưa có bình luận nào về thông tin này. Alexander Musienko, một chuyên gia quân sự của Ukraine giải thích rằng cuộc tập kích này nhằm vào các đơn vị Nga đang được triển khai tới tỉnh Kharkov. Ông nói, Nga đang huấn luyện và di chuyển các đơn vị tới phía đông bắc tỉnh Lugansk để chuẩn bị cho kế hoạch tăng cường tiến công tỉnh Kharkov. Đối với Musienko, vụ tập kích này nhằm cản trở và làm chậm chiến dịch của Nga tại Kharkov ngăn chúng triển khai lực lượng tiến lên phía trước. Ukraine đã nhận lô đầu tiên của tên lửa ATACMS vào tháng 10 năm 2023 với 20 quả tên lửa tầm ngắn mang đầu đạn chùm, chủ yếu dùng để tập kích các sân bay của lực lượng Nga. Sau khi nhận được tên lửa ATACMS tầm bắn 300 km từ Mỹ vào tháng 3, Ukraine đã sử dụng chúng để tấn công căn cứ không quân và hệ thống phòng không của Nga trên bán đảo Crimea. Tuy chưa rõ số lượng tên lửa ATACMS mà Ukraine đã nhận, nhưng các cuộc tấn công gần đây nhằm vào bán đảo Crimea và tỉnh Lugansk cho thấy Ukraine có đủ khả năng sử dụng tên lửa này để tấn công trong những ngày tới.